Là tôi nhớ ở ngoài Bắc, cái phố Lê Lợi toàn những nhà 2-3 tầng mới cả, mới nguyên. Đó, thật đẹp, trông những biệt thự thật là huy hoàng. Thế rồi đến cái hôm ấy tôi đi qua, tôi thấy toàn là gạch vụn, cả phố chỉ còn toàn là gạch vụn. Nhưng mà có một cái nhân tiện đây thì cũng nói chuyện cho chị em. Có một cái lạ, cái hôm ấy tôi thật là lạ. Tôi đến cái phố Lê Lợi đó, nhà 2-3 tầng, những biệt thự thật sang trọng. Mà bom họ làm thế nào không biết, tôi không biết họ cách, nhưng người ta cách thế nào. Mà đến nỗi nát vụn, nó thành gạch vụn ở dưới đất như thế. Mà có một pho tượng, có một bức ảnh chứ không phải tượng, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Cả cái phố dạp hết, không có nhà cửa, không có cây cối gì cả, dạp toàn gạch vụn thế này, mà lửng lơ đứng ở trên mặt đất ấy, một cái bức ảnh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mà lồng kính, kính mà không nứt, nhà 3 tầng mà tan hết thành gạch mà thành gạch vụn, người ta gọi cái gì, xà bần này. Chơi vừa ngay giữa giờ, ngay giữa phố, lúc bây giờ chả còn gì nữa cả, một cái phố dọc dài thế này toàn là gạch vụn, mà một pho tượng Đức Quán Thế Âm mà đứng giữa giờ, cái bức ảnh chứ không phải tượng, bức ảnh bằng giấy mà lồng ở trong khung kính, cái khung bằng gỗ, ta để cái khung cao thế này, không cao lắm đâu, chỉ có cao cũng bằng một người đứng thế này thôi. Cái nhà ấy chắc là nhà 1 tầng, cho nên là người ta để cái bức ảnh, hay là để bức ảnh ấy thì dĩ nhiên mái miếc là mất hết, tường vách là tan thành hạt nữa, thành cát hết, không phải cát mà thành xà bần hết. À, mà cái bức ảnh ấy thì cứ đứng, bức ảnh cao độ chắc cao đến cái bằng cái mái này, đến cái mái này thôi. Thế đứng có 2 chân bằng gỗ, đứng ở trên mặt đất, mà bức ảnh bằng kính, mà cái kính không nứt không giãn, cứ đứng giữa chờ vơ như thế, mặc cho mưa gió. Mà từ bao giờ tôi cũng không biết, nhưng tôi chỉ biết cái hôm ấy là tôi đi đến cái lúc mà hồi đó tôi còn bé bằng các em đấy, thì ở trong sở làm việc xong rồi ra đi xe đạp đi chơi những cái phố vắng, bước đi đến tới cái chỗ đó thì thấy cái bức ảnh đứng chơ vơ, mà cả phố thì thành gọi là cái gì, xà bần hết rồi, thành gạch vụn hết rồi, mà bức ảnh đứng giữa giờ. Mà bức ảnh ấy thì là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đứng ở trên, rồi ở dưới thì có con cọp màu trắng. Thì người ta cái nhà người ta thờ, rồi sau rồi tôi học kinh thì tôi mới biết là có những các vị cọp đó là cái gì, người ta gọi là gì nhỉ, các ta gọi là thần bạch hổ, các ông thần. Thế thì có cái vị đó cũng không nứt, cũng bằng giấy, mà cái bức ảnh cái ông cọp trắng ấy thì nằm ở dưới, rồi bức ảnh Đức Quán Thế Âm thì ở trên, mà cứ như thế 2 thầy trò đứng giữa giờ, mà bằng giấy, mà gỗ mà không cháy, mà kính không nứt một tí nào cả. Chính tôi đích thân tôi vào, thì bởi vì tôi không biết cái ông cọp đó, cho nên tôi không lấy về, tôi cứ để ngài đứng đấy. Tôi chỉ gỡ lấy pho tượng Đức Quán Thế Âm tôi mang về nhà tôi thôi, tôi thờ, để trên nóc tủ thờ bằng kính, trong khi nhà 3 tầng mà thành gạch vỡ, thành gạch vụn, mà bức ảnh cứ đứng nguyên mà không bị cháy, mà kính không nứt một nứt nào. Tôi mang về nhà tôi thờ. Mà lại có một cái tài nữa là đến khi cái người chủ cái nhà ấy, người ta bị đi di cư, đi gọi là đi cái gì tán đi đó, mấy năm về sau người ta trở về, mà không biết là làm sao mà người ta tìm được tới tôi, người ta xin lại bức ảnh, người ta nói rõ cái bức ảnh của người ta như thế, mà người ta tới người ta xin là tôi giả lại. Cùng thời một lúc bây giờ thì cũng cùng cái thời ấy thì có bà Donne, bây giờ bà ấy ở bên Pháp. Bà Donne bà ấy là giáo sư dạy cái trường nữ học người Pháp, bà ấy là người Pháp. Bà mang đến cho tôi cũng pho tượng Đức Quán Thế Âm. Bà mang đến cho tôi, bà bảo rằng cái này là những các lính Pháp họ đi các chùa, họ vơ những các tượng bằng gỗ,
họ ném cho mỗi một gia đình Pháp vài pho tượng để làm củi. Bởi vì cái lúc lúc bây giờ là cái lúc đánh nhau, không có người cung ứng cho dân những củi để sử dụng. Cho nên lính Pháp họ đi các chùa họ vơ những cái tượng gỗ đó, họ ném cho mỗi nhà, thì họ ném cho cái bà này cái pho tượng này. Thì họ cứ đứng ở ngoài cổng ấy, họ ném vào sân. Cứ mỗi nhà họ ném cho một pho, hai pho, tùy theo cái gia đình ở đông người hay ít người. Thì họ ném cho gia đình nhà bà này cái pho tượng đó. Thế thì bà này bà cũng mặc kệ, bởi vì họ theo đạo Gia Tô, họ đâu có biết đạo Phật mình là cái gì. Cho nên họ mặc kệ, thì cứ ném vào họ trẻ họ làm củi. Nhưng mà vì nhà bà ấy hãy còn củi cho nên bà chưa trẻ ra, thì cứ vứt cái pho tượng ở ngoài vườn đấy. Thế thì cái lúc trong nhà ở ngoài tỉnh Hà Nội cái mùa nóng ấy, thì nó cũng nóng bức. Cho nên mùa nóng ấy, cả nhà bà mới ra sân ngồi ăn cơm ở ngoài sân. Thì thường họ cứ ăn cơm lúc 8 giờ tối, nghĩa là giờ đã tối mịt rồi. Nhưng mà nhà thì đèn điện sáng choáng, họ ăn cơm vào buổi 8 giờ tối. Thì không những một mình bà ấy, mà cả ông chồng, cả đàn con, cho nên cho đến bồi bếp chị hai, người nào cũng nhìn thấy, cứ thấy ở pho tượng ấy có một cô con gái ở cái pho tượng ấy bước chân đi ra, đi vòng quanh cái vườn ấy rồi lại trở về cái pho tượng đó, mà ngày nào cũng như vậy. Rồi bà ấy hoảng rồi cả nhà sợ, đâm nó sợ, họ gọi là ma là quỷ. Thấy bà ấy mang cái pho tượng, bà bảo thôi cái chuyện này tôi thấy cô theo đạo Phật, thì đây tôi mang cái pho tượng mà tôi giả cô, tôi cũng không dám hủy hoại nữa. Nhưng mà cả nhà thấy như thế không dám hủy hoại, không dám dùng làm củi. Đấy. Cho nên là bà ấy, đích thân bà mang đến bà cho. Thế là tôi thờ hai vị Đức Quan Thế Âm bằng kính mà tôi vừa nói đó, với lại Đức Quan Thế Âm mà cái bà đó bà mang cho, tôi thờ hai vị ở trên nóc tủ. Mà đến lúc xong chiến tranh mấy năm về sau đó, thì cái bà vị một vị sư nữ chủ cái pho tượng đó đó, cái chùa đó ở về con đường đi Sơn Tây ở ngoài Bắc, cái sư cụ đó cũng đến tận tôi mà tìm được pho tượng mà xin về. Mà cái bức tượng bằng kính này ấy, cái người chủ tại gia, gia đình nhà tại gia, người ta vẫn thờ, mà người ta cũng tìm được tới nơi mà người ta xin. Thế là tôi giả lại được hai, được gia chủ cả hai bức. Nhưng mà đấy, cái linh ứng hiện rõ ràng. Tôi chỉ ngạc nhiên nhất là cái bức ảnh bằng kính mà không nứt, trong khi chính cái nhà ấy nát thành đất, nát tất cả tường, cả vách, cả mái, nó nát thành ra xà bần hết, mà cái pho tượng cứ đứng giữa rồi, mà chỉ có cái pho tượng thôi. Thì cái này không có thể mà không thấy một cái thần lực gì mà con người không thể vào tưởng tượng được. Tôi đang nói về cái chuyện cái nhà đấy, phải nhìn thấy những các cái dãy nhà như vậy mà nó hóa thành ra gạch vụn, thì mới thấy rõ lời Phật dạy là toàn là những hạt sương buổi sáng. Cái vinh hoa phú quý của con người ta nó chỉ là hạt sương buổi sáng, là ánh biển.